Xin chào tất cả các bạn đang xem video này của tôi. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn là làm cách nào để chúng ta có thể biết được mình đam mê những cái hoạt động nào giúp cho chúng ta cân bằng được giữa công việc, học tập và cuộc sống của chúng ta. Ngày nay thì chúng ta đang làm việc ở trong môi trường căng thẳng và trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều các áp lực liên quan đến công việc, học tập. Các bạn trẻ cũng vậy, và rất là nhiều người ở xã hội hiện đại, đặc biệt là cả thành phố, thì chúng ta bị căng thẳng mà không biết cách nào để giải tỏa, để lâu dần sẽ trở thành bị trầm cảm. Đấy là một trong những cái biểu hiện như là chán nản, không thích chơi một cái gì, không thích tham gia, và đôi khi không có cái sự hy vọng trong cuộc sống, hay là chẳng hứng thú với bất cứ một cái điều gì cả. Đấy là một trong những cái điều đáng lo ngại mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống. Vậy thì cái cách nào để chúng ta có thể biết được là mình thích những cái hoạt động gì? Và bạn có thể tưởng tượng rằng là nếu mà bạn có tiền, có thời gian, thì bạn sẽ dùng cái thời gian và tiền của mình để làm cái hoạt động gì để sống cho có ích cũng như là vui vẻ. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu một cái bộ thẻ, đó là bộ thẻ hoạt động. Hoạt động giải trí nghỉ hưu. Đây là một trong bốn bộ thẻ của chương trình mà chúng tôi hay sử dụng, đó là chương trình khai phá tiềm năng và phát triển nghề nghiệp. Đối với các bạn mà đang đi làm thì ngoài cái thời gian bạn cống hiến cho công ty hay là bạn chăm sóc gia đình rồi, thì bạn cũng cần phải dành thời gian cho cá nhân của mình để làm sao mình sống ở trong một cái gọi là cái cuộc sống nó vui vẻ và viên mãn, với những cái hoạt động mà riêng cho bản thân mình, chăm sóc riêng cho bản thân mình. Với các bạn đang đi học, các bạn cũng cần phải có những cái hoạt động gì để sau cái giờ học rất là căng thẳng, áp lực về học tập, về thi cử, về thành tích chẳng hạn, thì các bạn phải có những cái hoạt động gì giúp bạn giải tỏa những stress. Đặc biệt là với những cái bạn tuổi teen, tuổi thanh niên, thì cha mẹ cần phải lưu ý, bởi vì các bạn chưa biết cách để làm sao cân bằng được cuộc sống lẫn cuộc sống và cái công việc học tập, chưa biết cách làm sao để giải tỏa được những cái căng thẳng stress, thì thực sự là cha mẹ nên sớm cho con làm cái bộ thẻ này. Thì cái bộ thẻ này thì cũng chia làm 5 cái cấp độ. Đó là cái cấp độ là gì ạ? Mức độ tham gia và các hoạt động. Thì có cái thẻ đó là tham gia hàng ngày. Đây là cái mức độ cao nhất, đó là hàng ngày, ngày nào cũng tham gia. Và có một cái thẻ khác, đó là mức độ tham gia thường xuyên. Và tiếp theo đó là mức độ tham gia thỉnh thoảng tham gia. Tiếp theo là ít tham gia, ít tham gia, và một cái thẻ cuối cùng là không bao giờ tham gia. Thế thì trong cái nội dung liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp thì cũng có gần 60 cái thẻ, bao gồm rất là nhiều cái hoạt động mà đôi khi hàng ngày chúng ta thích làm nhưng chúng ta không có điều kiện làm. Ngày hôm nay chúng ta lại phát hiện ra có rất nhiều những cái trò giải trí mà giúp chúng ta có thể cân bằng trong cuộc sống được thông qua rất là nhiều cái hoạt động. Ví dụ như có những cái hoạt động mà mình rất là thích, ví dụ như tham dự một sự kiện văn hóa chẳng hạn. Thì cái này thực sự là không phải là cái hoạt động mình tham gia hàng ngày đâu, nhưng mà mình thường xuyên tham gia những cái hoạt động liên quan đến kết nối văn hóa thì mình sẽ cho vào cái hoạt động là tham gia thường xuyên. Hay là đi dạo là cái hoạt động mà rất là tốt cho sức khỏe, cũng như là một cái cách để mình xem xét lại bản thân của mình, thì mình sẽ lựa chọn đó tham gia hàng ngày. Hay là làm đồ thủ công mỹ nghệ cũng rất là thú vị ấy, nhưng mà mình thỉnh thoảng tham gia thôi. Hay là tập thể dục là cái hoạt động mà mình gọi là tham gia thường xuyên. Hay là có cái hoạt động khác là biểu diễn cho niềm vui của riêng tôi, cái này thì tôi không bao giờ tham gia, thì tôi sẽ đặt ở cái ô là không bao giờ tham gia. Hay tổ chức một chuyến đi chơi dành cho bản thân hay cho người khác thì tôi cũng rất là thích. Thì cái việc này do công việc bận rộn cũng ít khi mà tôi có thể tổ chức được. Tuy nhiên tôi sẽ phải lên kế hoạch là nếu tôi có thời gian, tôi có thêm tiền ấy, thì tôi sẽ thường xuyên phải tổ chức các chuyến đi chơi, thì tôi sẽ cho vào cái mục tham gia thường xuyên. Để bây giờ tôi chưa tham gia được, nhưng tôi sẽ làm sao ạ, nhìn thấy là trong tương lai tôi sẽ phải tham gia làm nhiều hơn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hay là có cả cái hoạt động vui chơi giải trí nghỉ hưu này rất là thú vị, ví dụ như là làm việc với tiền bạc. Rất là nhiều người
thì không có nhiều các thú vui. Họ rất là thích liên quan đến là gì ạ? Vừa kết hợp mà vừa vui chơi nhưng lại phải làm ra tiền chẳng hạn. Thì có cả cái hoạt động là làm việc với tiền bạc cũng rất là thú vị. Nhưng ở đây thì tôi rất ít khi tôi làm cái việc này. Hay là có cái hoạt động là tham gia với các hoạt động về tôn giáo, tôi không bao giờ tham gia. Biểu diễn nơi công cộng ở đây nữa thì tôi cũng không bao giờ tham gia. Massage chẳng hạn là cái hoạt động làm đẹp sức khỏe thì tôi thường xuyên tham gia. Hay là tham gia vào một nhóm thì là cũng thường xuyên tham gia. Đi du lịch thì là thường xuyên tham gia. Quản lý các quy trình kỹ thuật, đây là một cái hoạt động mà không bao giờ tôi yêu thích thì tôi sẽ để và là không bao giờ tham gia. Hay là các hoạt động như đi câu cá hoặc săn bắn thực sự là không bao giờ tham gia thì tôi sẽ không. Rồi xem phim, thực sự là tôi rất ít khi tham gia, ít khi tôi xem phim. Cho nên là tôi sẽ chia ra những cái hoạt động là tôi tham gia thường xuyên hàng ngày và những hoạt động thỉnh thoảng ít tham gia. Và sau khi tôi làm xong cái bộ thẻ này thì tôi sẽ có khoảng 5 đến 10 cái hoạt động mà tôi sẽ xây dựng cho mình một kế hoạch để tôi thường xuyên tham gia. Khi mà bạn biết rằng những cái hoạt động này nó tốt cho bản thân bạn và bạn cực kỳ thích nó, và trong cái thời điểm hiện tại bạn chưa thể là tham gia hàng ngày được hay là chưa thể tham gia thường xuyên, nhưng nó rất là thú vị, rất là hay và mình nhận thấy nó rất là có ý nghĩa với mình, thì hãy sắp xếp vào cái phần là gì ạ? Tham gia hàng ngày và tham gia thường xuyên bạn, để bạn lên được cái kế hoạch trong thời gian tới làm sao bố trí cái công việc học tập cũng như là các công việc ở trên cơ quan để làm sao tham gia để sống cho bản thân mình, để mình cảm thấy vui vẻ, hữu ích. Bởi vì cái hoạt động vui chơi giải trí nó tương đương với cái việc bạn học, bạn làm. Nếu bạn không dành thời gian để vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn thì không thể là tái tạo được các năng lượng hay không thể làm cho bản thân mình hứng khởi, hào hứng để quay trở lại với công việc. Nếu chúng ta làm việc rất là nhiều hay là học tập quá nhiều mà không để dành thời gian cho các hoạt động liên quan đến nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí để tái tạo năng lượng thì thực sự bạn có làm việc nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả. Và đôi khi chúng ta kiệt sức ở trong công việc học tập cũng như là trong cái công việc ở đoàn thể chẳng hạn, hay là trong các doanh nghiệp chẳng hạn, thì nó cũng không tốt cho chúng ta tí nào. Và để giải tỏa được các căng thẳng, để không gọi là mắc những cái căn bệnh ở đô thị, đó là về bị trầm cảm, thì chúng ta nên dành thời gian xây dựng các kế hoạch liên quan đến hoạt động tham gia thường xuyên hàng ngày để chúng ta cân bằng cuộc sống. Tôi thì rất là thích về yoga, hay rất là thích các hoạt động liên quan đến trao đổi, gặp gỡ, giao lưu với người khác, và tôi thường xuyên làm cái công việc đó hàng ngày. Và tôi mỗi lần bị stress trong công việc hay là căng thẳng thì tôi thể tìm đến hoạt động như là kết nối giao lưu với người khác, hay tôi có thể tự tập luyện yoga, hay tôi có thể chạy bộ để giải tỏa những cái stress căng thẳng như vậy. Đấy là cái cách thức mà chúng ta có thể cân bằng được cuộc sống trong công việc, trong cuộc sống và trong các hoạt động học tập khác. Nếu bạn mong muốn tìm được cái công việc yêu thích, tìm được những kỹ năng để làm sao bạn tạo được động lực, hào hứng, đầy đam mê cho công việc, muốn tìm được cái công việc nào có cái giá trị nghề nghiệp nào bạn lựa chọn, bạn biết được trong bản thân mình coi trọng những giá trị gì, hay bạn muốn biết được là tôi thực sự đam mê yêu thích cái hoạt động nào, thì hãy đến với chương trình Khai phá tiềm năng và phát triển nghề nghiệp. Các chương trình của chúng tôi thì được tổ chức vào 2 ngày, và ở đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm các bộ thẻ liên quan đến khai phá về tiềm năng cũng như là phát triển nghề nghiệp. Các bạn còn được học được rất là nhiều các hoạt động khác, những cái nội dung khác liên quan đến trí tuệ cảm xúc, hay là các nội dung liên quan đến NLP để giúp cho bạn khai mở cái tư duy của mình. Và tôi hy vọng là sẽ được đón chào các bạn đến với các chương trình của chúng tôi trong thời gian tới đây. Và hãy đừng chần chừ thêm nữa, bởi vì mỗi một giây phút trôi qua bạn chưa biết về bản thân mình thì bạn đang phí hoài rất là nhiều cái thời gian, bỏ lỡ các cơ hội thành công trong sự nghiệp, trong công việc hàng ngày. Liên hệ với chúng tôi bằng cách inbox hoặc gọi điện đến số 024-3577-2008 để được hỗ trợ tham gia các chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau.